Trời ơi, trời hôm nay mát dữ nè. Trời ơi. Ủa? Tính đâu hả? Hả? Tính đâu hả? Đi ăn tiệc về. Thôi. Ông xe giọng coi. Nè. Đi ăn tiệc gì mà bữa nay đẹp dữ hả? Cái gì? Đi ăn tiệc gì bữa nay đẹp dữ hả trời? Trời, nay ghen chị đẹp luôn hả trời. Ôi, đẹp muốn long thần trưởng luôn. Ủa? Vậy nói. Nói lại nghe coi. Đẹp muốn long thần trưởng luôn. Ôi. Hồi đó giờ có bao giờ khen tôi vậy đâu trời. Tự nhiên tôi bữa nay này khen nên cho chính đẹp muốn long thần trưởng. Nghe gì má hát lỗ tai đâu. Trời, tôi không có mướn mấy người khen tôi đó nha. Đâu có đâu, thường ngày chính xấu thiệt á. Bữa nay đẹp thiệt. Đẹp thiệt hả? Thiệt, bữa nay đẹp xuất sắc luôn. Ôi, đẹp luôn hả? Trời ơi, nói nào mấy khen đẹp quá nè. Tặng cái này. Trời ơi, ngủ gì mà dễ thương ghê. Tự nhiên bữa nay khen đẹp cái tôi chứ nhận không? Thì có qua có lại mới tại lòng nhau đi. Thôi đợi chứ nhận đó. Thôi nha, đi nha. Thôi đi đi đi. Thôi trời. Nay bị gì trời? Bữa ngày xấu chết, nay mặc bộ đồ đẹp lên khen điểu cái cho chứ nhận vậy. Biết gì nãy khen nhiều nhiều cho hết trơn luôn rồi. Trời ơi, thánh thần ơi. Trời ơi là trời, đừng khen đẹp thì trời. Nay cô Chính đi đâu về mà đẹp quá vậy? Hả? Nay cô Chính đi đâu về mà đẹp quá vậy? Rồi con cũng thấy cô Chính đẹp nữa hả? Nay cô Chính như cô Tiên vậy đó. Ôi, ai dạy mà cái miệng ngọt ngào dữ vậy trời. Mới mới lớn mà cái miệng dẻo ghê luôn đó. Con thấy đẹp thì con thấy đẹp thôi. Trời ơi là trời, mà đẹp thì đúng không? Trời, con nít không bao giờ nói xạo hết trời. Trời ơi, đẹp thiệt hả? Trời ơi, đẹp ơi. Ê, cô Chính đi thi hoa hậu, cô Chính đậu nổi không? Đậu, chắc chắn đậu luôn. Ôi là trời, nói thích thích. Trời thương, đi bắt đi cô Chính nghe nè. Dạ. Ôi là trời, con cái mà đẹp thì dễ thương gì đâu nữa. Thích chiếc nào? Chi giống nhau? Thích chiếc nào nói đi. Thích chiếc này hả? Trời ơi. Cô Chính cho nha. Sao hả? Cô Chính thích mấy đứa con thích mà thật lòng. Cho đó. Thiệt sao Chính? Thiệt. Thôi Chính vừa đẹp mà vừa tốt bụng nữa. Cái gì? Vừa Chính tốt bụng. Tốt bụng nữa hả? Trời ơi. Về con khoe với mẹ con. Trời ơi là trời, nó nghe nè. Vàng đeo trống tay trống chân kỳ lắm. Chính cho luôn á. Chính tốt quá à. Trời ơi dễ thương gì đâu. Con phải về khoe với mẹ con á. Về về đi con. Trời ơi vừa đẹp mà vừa tốt bụng nữa. Sao nó nói mình giống cô tiên dữ vậy trời. Ôi là trời, không biết có ai ngày gì mà cho mình đi mà mình khen quá trời khen đi trời. Đi đâu mà bữa nay ăn bận sang trọng lịch sử vậy? Gì? Nhìn bữa nay đẹp dữ á. Ủa cô nói Chính bữa nay đẹp nữa hả? Dạ. Bị đi đâu vậy? Có nó xạo không? Dạ không. Bữa nay con thấy Chính đẹp mà sang trọng quý phái lắm luôn á. Ôi. Ở đâu bữa nay Chính đeo mấy cái gì mà trời ơi. Trời ơi. Đẹp hơn đồ của mẹ con luôn á. Đẹp hơn mẹ con luôn hả? Ôi sạch sỡ hơn đồ của mẹ con luôn. Mẹ con xài mấy cái đồ màu vàng với lại bạc thường mà. Vậy luôn hả? Hả? Mua đồ của Chính là đồ tiên đó mà. Đó giờ Chính không có xài đồ giả. Con thấy nó đẹp thiệt luôn á trời. Vậy lớn hả? Trời ơi là trời. Thằng bé nó đã hấu để thiệt. Dạ. Nó nghe. Đi lại đây. Sao đi chứ? Hăng đây 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 đây. Đó. Đó. Chính cho con hả? Chính cho con. Vậy không? Trời cảm ơn Chính nhiều nha. Ôi dễ thương gì đâu á trời. Bởi tôi nói mẹ bảy để đứa con đá không tiền bắt gạo gì đâu. Cảm ơn cô Chính nhiều. Ôi, đó. Đó. Hả? Biết sao không? Dạ. Ăn nói dễ thương là Chính thích lắm. Dạ. Hiền lành nữa. Tao mà con gái tao gả cho mày. Cảm ơn Chính nhiều nha trời. Đại vậy Chính đi nha. Trời ơi dễ thương gì đâu trời. Cái này vô mánh rồi. Ơi ơi gì vậy? Gì vậy? Mẹ. Chính cho con được cái chiếc nhẫn với hai chiếc lắc. Nhờ tập đoàn nó chỉ tôi lấy đó bà mới cũng mới cho tôi nè. Cho tôi chiếc vòng với cái bóp của bà nè. Trời ơi bà mới khen nó đẹp gái cái nó cho bà cái vòng. Hiếm lắm đó. Vòng kìa vậy. Cái vòng này đấy con khen bà nè. Ủa vậy hả? Cho mà cho con hai này. Xong rồi cái bà cầm gờ gờ vậy nó tụ cái móng mày bữa nay làm đâu đẹp với cái cho chiếc nhẫn. Trời ơi. Con khen sang trọng quý phái cái cho bà nè. Con khen bà bữa nay da bà đẹp quá bà cho con hai cái luôn. Tắm đâu rồi?
Con bị ông bán luôn khen bá này, có tại do hết sao luôn. Tại nhờ anh Thấm á, anh Thấm khen bả, bả cho về xong rồi bả anh Thấm điện con, con chạy ra con khen mà. Ôi cái bà điện tôi cái gì? Ôi cái gì bà bảo tôi liền cái gì? Anh Thấm mừng quá về nhà rồi. Thì cái này sớm mình đi vô mà. Thì nó cho con nhỏ này dẫn tao ra nè. Kêu hết sớm mà khen bán đúng rồi. Đi đi đi, thôi thôi đi, nó còn dạng chịu chứ lắm. Đi 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 đi. Lấy cho tôi bộ đồ bộ đi. Hả? Lấy liền cho tôi bộ đồ bộ đi. Rồi đi đám tiệc rồi guốc hài rồi bóp bọng gì đâu có tiêu chứ rồi đi không rồi không về vậy. À, tôi đi chơi nãy giờ. Tức quá à. Mày nói vui mất bố gì vui vậy? Lấy bộ đồ bộ đi, tôi hứa cho mẹ Sáu bộ đồ này rồi, đi lấy tôi hai bộ đồ bộ ra tôi lấy một cho bà Sáu. Tự nhiên đồ mà hứa cho người ta chứ vậy? Trời ơi là trời, tôi nói không, bữa nay là cái ngày mà vui nhất trên đời của tôi luôn. Tôi đi tới đâu người ta khen tôi đẹp tới đó. Trời ơi, thích nghe gì đâu. Sao rồi, vòng rồi hết trơn rồi? Chết rồi. Trời ơi, là trời vàng và lòng như là khoai mì sắn mà cho người ta. Con người là phải có qua có lại, người ta khen mình một lời ngọt thì mình phải cho người ta một miếng ngon chứ, đúng không? Đời sống là phải vậy, ông hiểu không? Chứ chết rồi, bây giờ ông vô lấy cho tôi cái sổ đỏ. Tôi hứa cho ông Liễu cái sổ đỏ rồi. Trời ơi à. Trời thích luôn á. Đâu có bệnh gì không? Không để vợ ông đi ra đường mà người ta khen đẹp rồi ông. Người ta khen cái là cho hết vậy à? Ừ. Rồi đó, người ta khen cái là cho nguyên cái nhà cho người ta luôn hay gì? Thì cho đi. Đời mà sống mà chủ cho ông mà cách cho ông nội thì đi vô tôi thay đồ thì cho ông vậy. Là trời. Ê nó nghe nè. Tôi đã tôi hứa tôi cho miếng đất của bà má để lại á. Tôi đã tôi hứa cho luôn rồi. À, ông về ông gù gù quá ông lấy giấy tờ đi. Đi vô nha. Tờ gì? Có môn về cuốn đồ đi ra ngoài đường ở á. Rồi tôi khen bà hồi đó tới giờ sao mà không cho tôi được ngàn nào đồng nào cho vậy? Tại ông khen giả tạo. Ông khen cái mặt ông không có đúng. Bởi vì giả tạo. Ông không giả tạo đi tôi cho mà tôi cho ông cả cuộc đời tôi mà không còn ngồi nữa. Trời ơi, bao nhiêu năm mà dành dụm được bao nhiêu mà đem cho đã trơn luôn rồi. Mà bạn có nói nhiều quá nè, vô nè 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 lấy sổ đỏ cho tôi về cho ông Liễu nè. Ơi là trời ơi. Số đỏ, số đét gì nữa. Lấy đi ra ngoài đường hả vậy?